chiếc bình nghìn tỷ. Xưa kia, tại một thị trấn nọ, có một vị thương phú tên là Mạnh Mẫn, khá có tiếng tăm trong vùng. Người ta biết đến Mạnh Mẫn vì sự thông thái, tính cách điềm đạm hiếm có của ông. Lão gia, đợi con với. Sao hôm nay mới sáng sớm mà lão gia đã đi đâu vội thế ạ? À? Bình thường dùng bữa sáng xong, chẳng phải ngài còn thưởng trà ngoài qua viên nữa sao? Nhanh lên một chút nào, vừa đi có mấy bước mà đã thở hồng hộc như vậy. Hôm nay ở trung tâm thị trấn có buổi hội chợ đặc biệt, rất nhiều sản phẩm gốm sứ quý hiếm từ các làng nghề sẽ được mang đến bán. Ta rất muốn sắm về vài món cho bộ sưu tập gốm sứ trong gia đình. Phải đi sớm thì mới được chọn lựa nhiều sản phẩm, nếu trưa chiều mới ra thì chẳng còn món đồ nào nữa đâu. Ồ, ra là có hội chợ lớn thế cơ ạ. Thảo nào con còn chưa kịp dọn dẹp nhà cửa buổi sáng xong mà lão gia đã bắt gọi đi ngay. Mời quý khách vào xem sản phẩm đi ạ. Rất nhiều sản phẩm thủ công gốm sứ từ nhiều nơi đều được mang đến hội chợ hôm nay. Mời mọi người nhanh tay chọn lựa. Chà chà, quả không hổ là hội chợ quy mô lớn như lão cha đã nói. Ôi chà, gian hàng này bày khoé đến cả cây số. Con chưa nhìn thấy ở đâu bày bán nhiều món đồ chất lượng như thế này. Người cũng khá đây nhỉ, dạo này con biết đánh giá đồ chất lượng rồi cơ đấy. Dạ, thì đi theo lão gia mua đồ nhiều, trong vùng ngoài trấn đều đã qua, con cũng phải sáng dạ ra chứ ạ. À, mời chị lão gia vào xem hàng đi ạ. À, gian hàng của chúng tôi bày bán rất nhiều sản phẩm quý hiếm có một không hai, đảm bảo không đụng hàng ở đâu trong cả kinh thành này. Ngài cứ thoải mái lựa chọn. Ồ, lão gia đây quả là có con mắt tinh tường quá. Chiếc vò gốm này là một trong những chiếc vò đắt giá và quý hiếm giàu bậc nhất kinh thành ta đấy ạ. À, thật vậy sao? Tôi đặc biệt thích hoa văn đơn giản nhưng lại tinh tế đặc sắc của nó. Làm được chiếc vò gốm tinh xảo này, người nghệ nhân đã tốn không ít công sức. Đúng vậy thưa lão gia, ngài nhìn xem, ở góc bình còn có chữ ký của nghệ nhân làm ra nó. Đây là vị nghệ nhân chuyên làm các sản phẩm tiên vua trong kinh thành. Ông ấy chính là đệ nhất nghệ nhân làng gốm đấy. Ông chủ, còn chiếc vò gốm nào y như vậy không? Tôi cũng muốn mua đó, hãy lấy ra cho tôi luôn nha. Ồ, tôi chỉ có duy nhất một chiếc vò gốm này thôi. Tôi đang nói chuyện với ngài đây, nó là chiếc vò gốm hiếm có đấy ạ. À, không dễ gì tìm được chiếc thứ hai đặc biệt thế này. Vậy chứ ngài khách đây đã mua chiếc vò chưa ạ? À, nếu không thì ông chủ hãy để lại cho tôi nha. Ờ, cái bác này ở đâu chen ngang vào thế nhỉ? Thật rõ là vô duyên. Ông nhà tôi đã hỏi mua chiếc vò gốm từ trước rồi, gì mà để lại chứ. Bác không thấy ông chủ tôi đang thích thú say mê ngắm nó sao? Chiếc vò này đúng là đẹp thật, tinh xảo hiếm có. Đây chính là kiểu hoa văn tôi tìm kiếm lâu nay, giờ mới gặp được. Tôi rất muốn sở hữu nó cho bộ sưu tập gốm sứ của mình. Thế này nhé chị lão già, thuận mua vừa bán. Nếu ngài đây còn chưa mua thì trong hai chúng ta ai trả giá cao hơn sẽ có được cái vò gốm này nha. Ông chủ, cứ thống nhất như thế đi. Ờ, cái bác này, ai cho bác tự quyền định đoạt ra điều kiện như vậy? Ông chủ nhà chúng tôi đến trước thì phải mua được trước chứ, đâu ra cái việc thuận mua vừa bán với trả giá cao hơn ở đây. Ông chủ, ông đứng ra đi chứ. Tôi đúng là vị lão già đây đến trước, nhưng đến trước đến sau quan trọng gì? Ông ấy chỉ là cầm lên trước tôi vài phút. Tôi trả giá chiếc bình này 10 lượng vàng, mau gói lại cho tôi đi. Lão cha có nhầm không? Hẳn 10 lượng vàng cho một chiếc vò gốm sao? Số tiền đó lớn quá. Tôi bán cho ngài. Trời ạ, 10 lượng vàng sao? Số tiền mình đem theo hôm nay còn chưa đủ một lượng thì sao tranh mua với vị lão gia giàu có này được đây? Đành rằng chiếc vò gốm đó đẹp thì đẹp thật, nhưng lão gia trả giá nó cao gấp mấy lần những món đồ cổ khác từng mua ở nhà. Lão gia không thấy tiếc tiền sao ạ? Đối với một món đồ giá trị thì ta không thấy tiếc chút nào cả. Cái vò gốm đó tinh xảo thật, mình vừa nhìn thấy đã ưng ngay. Thật tiếc là mình chậm chân quá, vị lão gia kia đã đến trước lại còn trả giá cao thế, thì mình đúng là không có duyên với cái vò rồi, mà vẫn thấy tiếc ghê. Thôi xong rồi lão gia ơi, dở tan tành rồi. Ta lỡ làm tuột tay mất rồi, ngươi gom gọn dứt mảnh gốm dở đi nha. Ờ, nhưng mà trời ạ,
cái vò gốm quý giá như vậy. Mới đó mà đã dở tan tành rồi, sao vị lão gia kia lại có thể bất cẩn như vậy chứ? Mà xem kìa, thái độ của vị lão gia đó cũng lạ lùng thật đấy. Ban nãy bỏ ra cả 10 lượng vàng mua cái vò, mà giờ làm cái vò vỡ tan, thản nhiên bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, không một chút tiếc rẻ. Nếu để mình mua có phải tốt hơn không chứ? Hay, giờ thì dở thảm thế này, sao chủ nhân của anh lại có thể bình thản thế chứ, ung dung bỏ đi. Đấy, tôi cũng đang sốt hết cả ruột đây. Cái vò quý giá cầm còn chưa ấm tay đã dở. Lão gia tôi cứ muốn tự tay mang, tôi còn chưa được cầm chút nào đây này. Vị lão gia, thứ lỗi cho tôi hơi tò mò, ngài đánh rơi chiếc vò quý giá, bỏ bao nhiêu tiền bạc ra để mua như vậy, sao lại không thèm nhìn nó lấy một cái, cứ thản nhiên mà bỏ đi như vậy? Cái vò đã dở rồi, thế tôi còn nhìn làm gì nữa? Việc ở lại và tiếc một cái vò đã dở có thể khiến tôi muộn giờ trở về nhà, hoặc là sẽ bỏ lỡ ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài kia. Sao tôi lại phải tiếc nuối chứ? Thay vì đứng lại và hối hận, tốt hơn hết là ta nên khởi hành ngay lập tức, không dừng lại và không nhìn lại. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá phải trả. Nếu ta lãng phí thời gian cho những việc không đáng hoặc không thể thay đổi, thì chắc chắn ta sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác. Đừng lãng phí thời gian dằn vặt mình vì những thứ không thể thay đổi. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.